Đáp án cho câu hỏi, tay vật thuận tay trái có cú trái tay một tay vô địch giải đấu cuối mùa xuất hiện trong video là C. Manuel Orantes, chủ nhân của chiếc cúp vô địch năm 1976. Và xin chúc mừng khán giả Hồng Loan là khán giả may mắn nhất của Minigames cùng Heineken trải nghiệm cuồng vợt đỉnh cao ngày 5 tháng 11. Thông tin kết quả chi tiết, mời quý vị theo dõi trên fanpage HTV Thể thao. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình cùng Heineken trải nghiệm quần vợt đỉnh cao. Và cũng xin được chúc mừng vị khán giả đầu tiên đã nhận được phần quà rất là hấp dẫn từ chương trình. Với những ai chưa may mắn trúng thưởng thì quý vị cứ yên tâm nha, bởi chương trình vẫn còn rất nhiều phần quà giá trị từ đây tới ngày 22 tháng 11. Và câu hỏi của chương trình hôm nay là gì? Quỳnh Châu sẽ dành ở phần sau nha. Mặc dù câu hỏi sẽ có ở phần sau của chương trình, nhưng mà Thiên Vũ cũng xin được bật mí với quý vị luôn là nội dung của chương trình hôm nay sẽ liên hệ mật thiết với câu hỏi này. Do đó quý vị đừng rời mắt khỏi màn hình quý vị nha. Còn bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với nhân vật chính của ngày hôm nay. Là thành viên tài năng thuộc thế hệ Next Gen, sở hữu lối đánh toàn diện nhất thế giới hiện nay, chủ nhân của 13 danh hiệu đơn, trong đó có chiếc vô địch ATP Finals 2020 và US Open 2021, hiện đang đứng hạng 2 thế giới. Anh là Daniil Medvedev. Nhắc đến Daniil Medvedev thì Quỳnh Châu ngay lập tức nhớ đến trận chung kết Mỹ mở rộng mới đây, khi mà anh đã vượt qua Djokovic để được danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Chắc chắn là như vậy rồi, và đó dĩ nhiên sẽ là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của tay vợt người Nga này. Đồng thời cũng là một lời khẳng định mà anh dành cho bộ ba huyền thoại và cả những đối thủ cùng thế hệ với mình. Quỳnh Châu còn chú ý đến một chi tiết rất là thú vị vào trận chung kết ngày hôm đó nữa. Đó là ngày hôm đó trận chung kết diễn ra vào đúng ngày kỷ niệm ngày cưới của Medvedev và vợ. Nên là sau trận đấu anh ấy có đùa một câu rằng là cũng may là đã chiến thắng, chứ nếu không thì không biết lấy gì để tặng cho vợ nữa. Thấy dễ thương không? Rất là đặc biệt đúng không? Kính thưa quý vị, phụ nữ luôn luôn thích những hành động nhẹ êm mà đậm chất như vậy đấy ạ. Và đôi khi thì những cái sự chân thành đó chính là cái điều quan trọng nhất để chúng ta có thể chinh phục một ai đó, đúng không ạ? Hoàn toàn đồng ý với anh Vũ luôn á. Nhưng mà em còn để ý một điều nữa nha, là tay vợt này á có chiều cao lên tới 1m98. 1m98? Trời ơi, vời vợi. Là gần 2m luôn đó Quỳnh Châu. Dạ, rất là lý tưởng, hoàn toàn hợp lý để che chở một người phụ nữ. Nhưng mà hình như là không hợp lý lắm trong cái việc mà tạo dáng đánh á. Tại vì em thấy người của ảnh cứ khẳng khiu vậy nè. Tay chân già quá. Nên là, dạ đúng rồi, mấy cái động tác đánh của ảnh nó cứ kỳ kỳ không sao đẹp á. Dạ. Không chỉ Quỳnh Châu nhận thấy điều này đâu, mà ngay cả những fan hâm mộ, cả những người rất là thích lẫn không thích Medvedev thì đều phải đồng ý một điều rằng đây là tay vợt có động tác đánh kém đẹp mắt nhất, đặc biệt là cả hai cú thuận tay cũng như là trái tay quý vị ạ. Mà chính bản thân của Medvedev cũng nhận ra điều này luôn nha. Bởi vì đã có lần chính Medvedev đã phải hỏi ban huấn luyện của mình phải làm thế nào để có thể khắc phục được cái tình trạng này. Vậy rồi ban huấn luyện nói sao vậy? Ban huấn luyện nói sao đúng không? Từ từ, đây cũng chính là câu hỏi mà Thiên Vũ muốn thử thách tất cả quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Vậy thì theo quý vị, ban huấn luyện của Medvedev đã phản hồi như thế nào với câu hỏi trên của tay vợt người Nga? Chúng tôi sẽ có 4 câu trả lời để quý vị lựa chọn, đó là A. Sẽ chỉnh sửa ngay. B. Sẽ chỉnh sửa nhưng mà phải từ từ, cái gì cũng cần có thời gian đúng không? C. Không thể sửa vì đã thành thói quen rồi. Và D. Không thể sửa vì sửa thì sẽ đánh thua quý vị ạ. Đáp án này có vẻ hơi mê tín đúng không? Thật sự theo em thì không gì không thể. Nhiều cái khó hơn mình còn sửa được mà. Nên là quan trọng là mình có muốn sửa hay không mà thôi. Còn quý vị khán giả nghĩ như thế nào, hãy nhanh tay trả lời câu hỏi trên nha quý vị nha. Thêm một lưu ý là ngoài trả lời câu hỏi trên thì quý vị hãy like và share post của câu hỏi của chương trình trên trang cá nhân của mình quý vị nhé. Và đồng thời hãy chọn cho mình một con số may mắn và comment trên bài đăng theo cú pháp QV02 gạch chéo X gạch chéo Y, trong đó X là câu trả lời và Y là con số may mắn mà quý vị lựa chọn. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về chi tiết của chương trình trên fanpage HTV Thể thao nha. Nhiều phần quà siêu hấp dẫn đang chờ đón quý vị đó. Còn bây giờ, Quỳnh Châu và Thiên Vũ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.